Xin chào các bạn. Như các bạn đã biết thì Stable Diffusion là một công cụ để hỗ trợ tạo hình ảnh bằng AI rất là mạnh mẽ, và cái công cụ này thì có thể là chạy trên cái máy tính cá nhân của các bạn. Ưu điểm của Stable Diffusion này là miễn phí và các bạn có thể tự do sáng tạo không giới hạn, và nhược điểm của nó là phụ thuộc vào về phần cứng và tương đối là nhiều. Thì các ứng dụng của Stable Diffusion thì có nhiều cái ứng dụng, tuy nhiên là có một số các cái ứng dụng mà được có thể liệt kê ở đây. Thứ nhất là có thể sử dụng để tạo ra các cái người mẫu KOL ảo, hỗ trợ tạo ảnh quảng cáo sản phẩm, hỗ trợ để phục hồi ảnh cũ, cũng như là phát triển các cái mẫu thời trang cũng ứng dụng cho các lĩnh vực liên quan đến in ấn hay là POD. Ngoài ra thì cũng có thể hỗ trợ về trong công tác về kiến trúc nội thất như quy hoạch hay là ghép ảnh nghệ thuật. Thì hiện nay thì Stable Diffusion có rất nhiều phiên bản khác nhau, có cả trên online lẫn cài đặt ở trên máy PC. Các phiên bản phổ biến hiện nay bao gồm các phiên bản Automatic 111 và phiên bản Web UI Force. Thứ hai đó là phiên bản Confide UI. Thứ ba là phiên bản về Focus. Và thứ tư là Invoker AI. Thì các phiên bản này đều được cung cấp miễn phí trên GitHub. Thì các bạn có thể truy cập vào cái địa chỉ này để các bạn tham khảo. Thì trong cái video này thì tôi sẽ hướng dẫn cách cài đặt cái công cụ là Confide UI và Web UI Force trên máy tính. Chúng ta có thể xem qua cái giao diện của các cái công cụ này. Đây là giao diện của Confide UI. Và đây là giao diện của phiên bản Automatic 111. Và đây là phiên bản của Web UI Force. Về cơ bản, hai cái giao diện A111 và Force này tương đối giống nhau. Tuy nhiên thì theo tác giả của phiên bản Forge này thì có tốc độ xử lý sẽ tốt hơn, nhanh hơn so với phiên bản Automatic 111 này. Để cài đặt công cụ này thì trên máy tính của các bạn sẽ cần phải có card đồ họa NVDA từ 4GB RAM trở lên và có ổ đĩa C từ 5GB trở lên là tối thiểu. Và cái ổ đĩa để lưu bộ chạy Confide UI cũng như là bản Forge này thì nên có dung lượng là tối thiểu là 20GB trở lên. Chúng ta sẽ thực hiện có các bước. Nhất là chúng ta sẽ cần phải cài đặt môi trường. Chúng ta sẽ cập nhật driver NVDA, cài đặt Git, cài đặt Python, cài đặt Pip, cài đặt Torch và cài đặt VC cộng cộng. Sau đó các bạn sẽ download hai cái bộ cài này về thư mục ở trên máy tính rải nén và chúng ta tiến hành chạy. Và cuối cùng là tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách thức để tối ưu cái không gian lưu trữ cho thư mục Checkpoint và Rora. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết. Đầu tiên là các bạn sẽ cần phải cập nhật driver NVDA từ hãng. Trường hợp mà trên máy của các bạn đã cài đặt sẵn Git, Python hay là Pip rồi thì các bạn phải bỏ qua bước này. Đầu tiên là tôi sẽ cập nhật cái driver mới nhất từ hãng. Các bạn copy cái địa chỉ này và dán lên trình duyệt. Các bạn sẽ lựa chọn cái phiên bản, cái cạc phù hợp với cả cái driver này. Tôi có cái cạc đồ họa là 3060, hệ điều hành Windows 11. Tôi kích vào Search và tiếp theo Download. Bạn sẽ lưu cái file này về máy. Sau khi download xong thì các bạn sẽ có cái file này ở trên máy tính. Các bạn click vào, click đúp vào đây để mở. Ok. Qua quá trình rải nén nó sẽ thực hiện cái trình cài đặt. Các bạn chỉ cần Next thôi. Các bạn thích chọn vào Graphic Driver và click vào Agree and Continue. Next. Quá trình cài đặt sẽ được diễn ra bắt đầu. Bạn sẽ chờ đợi ít phút. Sau khi các bạn đã cập nhật xong driver từ trang chủ NVDA thì các bạn sẽ tiến hành cài đặt công cụ Git. Các bạn sẽ copy cái địa chỉ này, dán lên trên trình duyệt. Bạn download cái phiên bản phù hợp với trên máy của mình. Ở đây là tôi chọn Windows 64 bit. Open file này để mở. Next. Các bạn chỉ cần vấn next thôi. Chúng ta tất cả các thiết lập chúng ta để mặc định. Tiếp theo các bạn sẽ cài phiên bản Python 3.10. Các bạn có thể truy cập vào cái địa chỉ này và tải về cái phiên bản phù hợp. Đây thì rồi đã có sẵn, cung cấp sẵn cái địa chỉ
download cái file Python 10.11 rồi, bạn chỉ việc copy và dán lên trình duyệt và enter thôi, các bạn lưu về máy, open, kích vào đây để mở file. Tại cái cửa sổ cài đặt này, các bạn tích vào add python.e2pass này và kích vào install now. Bạn close. Tiếp theo các bạn sẽ copy cái địa chỉ này, dán lên trên trình duyệt, sau đó các bạn kích chuột phải save as, lưu này lại và quay sang thư mục download, các bạn gõ cmd sẽ chuyển đến thư mục ổ c download, sau đó các bạn copy cái câu lệnh này và dán lên cửa sổ cmd mà enter để cài đặt pip. Sau khi cài đặt xong thì chúng bạn kiểm tra lại cái kết quả cài đặt. Đầu tiên là các bạn kiểm tra phiên bản Python, gõ Python trừ chữ V hoa enter, ta có Python 3.10 rồi, ta gõ pip trừ trừ version enter, ta có git. Như vậy là chúng ta đã cài đặt xong. Tiếp theo các bạn sẽ cài thêm cài torch, các bạn copy câu lệnh này, quay lại cửa sổ cmd, các bạn dán vào đây và enter. Quá trình download sẽ mất một khoảng thời gian. Ở đây là sẽ download cái file 24 GB về máy, chúng ta sẽ chờ đợi. Như vậy là chúng ta đã cài đặt xong. Tiếp theo chúng ta sẽ cài đặt VC cộng cộng, các bạn copy cái địa chỉ này, dán lên địa chỉ của trình duyệt để lưu file về và tiến hành chạy, tích vào Arcury này, install. Ok, như vậy là chúng ta đã cài đặt xong phần môi trường. Tiếp theo là các bạn sẽ cần phải download các cái bộ cài này về máy, các bạn copy cái địa chỉ này, download về tương tự như vậy. Đây, các bạn copy địa chỉ này, những cơ sở trình duyệt, bạn sẽ save cái file này về máy. Tiếp theo nữa các bạn sẽ copy cái địa chỉ này, chúng ta sẽ download hai phiên bản này cùng lúc, các bạn cuộn chuột xuống dưới một chút, các bạn tích vào đây, click here to download này, chúng ta cũng lưu về. Sau khi các bạn download xong thì các bạn sẽ có hai cái file như thế này. Ở đây thì cái file nén ở dưới dạng là 7 zip. Nếu mà trên máy của các bạn chưa có cái công cụ 7 zip hoặc là WinRAR thì các bạn có thể download cái công cụ đấy về, ví dụ như là 7 zip này, các bạn truy cập vào địa chỉ 7 zip này, download cái phiên bản phù hợp và tiến hành cài đặt, sau đó các bạn sẽ sử dụng để giải nén. Thì ở đây trên máy tính của tôi đã có cài đặt WinRAR nên tôi có thể sử dụng WinRAR để giải nén. Mình kích chuột phải vào đây, chọn giải nén, click here. Sau khi giải nén xong thư mục config UI thì các bạn sẽ có cái các cái thư mục config như thế này. Tiếp tục các bạn giải nén cái bản web UI fault này. Sau khi giải nén thành công thì chúng ta sẽ có hai thư mục này. Chúng ta sẽ chạy phiên bản fault này trước. Các bạn click vào cái file update này và chạy. Tiếp theo các bạn sẽ click vào file run. Trong lần chạy đầu tiên thì phiên bản web UI fork này sẽ tự động download cái checkpoint realistic vision 5.51 này về máy, nên chúng ta sẽ cần chờ đợi một khoảng thời gian. Như vậy là đã cài đặt thành công. Các bạn copy cái địa chỉ này và chúng ta sẽ truy cập vào trên trình duyệt.
Mặc định ban đầu khi chạy lần đầu tiên thì các bạn sẽ có cái giao diện màn hình như thế này. Đây là cái checkpoint. Và giao diện mặc định là để thi màu trắng. Tí nữa chúng ta sẽ đổi sang màu tối cho nó dễ nhìn. Ở đây các bạn có thể gõ một từ khóa prompt là một con mèo chẳng hạn. Và chúng ta click vào generate. Ok, như vậy là chúng ta đã cài đặt thành công. Trên này có các tham số thì tôi sẽ không mô tả chi tiết. Và các cái nội dung này thì tôi sẽ giới thiệu trong một cái video khác. Chúng ta sẽ tiến hành chạy cái phiên bản Confide UI này. Các bạn sẽ vào trong mục Update. Chúng ta sẽ click vào Update Confide UI. Tiếp theo các bạn sẽ quay trở ra và mở file run nvda gpu.bat. Sau khi khởi động thành công thì các bạn sẽ có cái giao diện như thế này. Chúng ta sẽ tiến hành cài đặt hai cái công cụ cần thiết, đó là Confide UI Manager và Chris Tool. Confide Manager để quản lý các cái custom node cũng như là tải các cái module. Các bạn truy cập vào thư mục Confide UI và thư mục Confide UI Custom Node. Các bạn gõ CMD trên cửa sổ của Windows Explorer này. Các bạn copy câu lệnh này. Dán ở trên cửa sổ Command Line, Enter. Nếu trong quá trình chạy mà có lỗi thì các bạn nên chạy lại. Tiếp theo chúng ta sẽ tạm dừng cái stop cái confile này lại bằng cách là tại cửa sổ CMD này, ấn Ctrl C. Tiếp theo các bạn lại chạy lại file run nvda.gpu.bat. Như vậy là các bạn đã cài xong cái công cụ Manager. Công cụ này sẽ hỗ trợ cho chúng ta cài đặt các cái nốt bị lỗi trong quá trình mà tải workflow, hoặc các bạn có thể cài đặt thêm các cái custom nốt khác mà không cần phải thông qua giao diện dòng lệnh. Các bạn có thể click tìm kiếm và install tại cái cửa sổ này. Ngoài ra các bạn có thể download thêm các cái module, các cái file checkpoint này, UNet, LoRa mà được kết nối là được có ở trên Hugging Face thì nó sẽ liệt kê trong danh sách này. Tiếp theo chúng ta sẽ cài đặt thêm cái công cụ Chris Tool này. Đây là công cụ hiển thị cái thông tin về CPU RAM trong quá trình chúng ta chạy. Thì các bạn sẽ vào công cụ Manager. Các bạn click vào Install Custom Node. Các bạn dán cái từ khóa Chris Tool vào đây và click vào Search. Các bạn click vào Install. Quá trình cài đặt sẽ diễn ra. Sau khi cài đặt thành công thì các bạn click vào Restart để khởi động lại. Các bạn thấy các cái thông tin về chỉ số CPU RAM, GPU này theo cái hiện trạng của máy tính của các bạn. Tiếp theo các bạn sẽ click vào Clear Prompt. Chúng ta sẽ thực hiện lại về chúng các bạn copy cái checkpoint này. Các bạn vào Manager, click vào Install Modules, dán cái từ khóa này vào Search. Bạn sẽ thấy là cái file checkpoint này, các bạn click vào Install. Chúng ta sẽ chờ đợi. Ok, như vậy là chúng ta download thành công cái checkpoint này. Rồi các bạn quay trở lại cửa sổ giao diện Confide UI và các bạn click vào QO Prompt. Như vậy là chúng ta đã có một hình ảnh được tạo ra từ Confide UI. Như vậy vừa rồi như các bạn đã thấy rằng là chúng ta download cái checkpoint này rất là mất thời gian, chiếm khá nhiều thời gian mà chúng ta lại hai cái thư mục Confide UI và Web Reinforce này nó ở hai vị trí khác nhau. Thế nên là cái việc cần thiết của chúng ta nó là sẽ khai báo để cho hai cái công cụ này có thể sử dụng được
cái thư viện dùng chung, bao gồm là Checkpoint và Lora hoặc ControlNet và các cái thư viện khác. Tiếp theo thì chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách thức để tối ưu cái cấu hình cái thư viện dùng chung này. Đầu tiên là chúng ta sẽ thao tác ở trên CoreFireWire, ấn Ctrl C, chúng ta tạm dừng. Thư mục Confine UI, các bạn truy cập vào thư mục Confine UI. Trong này thì có thể có một file HTML model path này, các bạn copy cái file này và đổi tên nó thành file HTML model path.yaml. Sau đó các bạn sẽ edit cái file này, open with với notepad. Các bạn sẽ gõ dấu thăng ở trên tất cả các cái dòng này trong thì chúng ta sẽ vô hiệu hóa nó. Chúng ta sẽ mở ra cái dấu thang ở chỗ Confine UI này và Checkpoint thư mục LoRa. Ok, chúng ta sẽ quay trở ra ngoài này. Tôi sẽ tạo một cái thư mục để chia sẻ cái Checkpoint và LoRa ở đây. Tôi sẽ tạo một cái thư mục là chia sẻ thư viện. Trong này tôi sẽ tạo ra hai cái thư mục con, đó là checkpoint và Lora. Cái chuột phải vào đây, copy as path này, quay trở lại cái file YAML kia, họ dán vào đây, bỏ thêm dấu CS này. Tương tự như vậy đối với thư mục LoRa, các bạn cũng copy cái path này, bạn sẽ dán vào đây và thêm dấu CS này, các bạn lưu lại file này lại, các bạn vào thư mục model này, Confine UI này, model checkpoint, các bạn cắt file checkpoint này sang cái thư mục checkpoint ở bên ngoài, dán vào đây. Và các bạn quay trở lại Confine UI, các bạn click vào run NVDA GPU.bat. Okay, nhưng mà vậy các bạn thấy là nó đã load cái checkpoint và LoRa ở cái ổ g, cái địa chỉ mới của chúng ta. Các bạn hoàn toàn các bạn có thể cấu hình thêm các cái thư mục khác như ControlNet hay là VAE. Trong hướng dẫn này tôi chỉ demo cho các bạn là thư mục checkpoint và LoRa thôi, vì hai cái thư mục này chiếm khá là nhiều dung lượng của cứng. Như vậy là chúng ta đã cài đặt thành công. Tiếp theo thì cập vào thư mục Fork Web Guide này. Tôi sẽ vào thư mục Module, vào thư mục Stable Diffusion, cắt cái file này, chuyển ra ngoài, vào thư mục Checkpoint. Tôi sẽ kiểm tra xem cái file này có được load chưa. Các bạn click vào Refresh, tôi bấm vào đây. Đấy, các bạn có thể thấy là đã có cái file checkpoint đây rồi, các bạn hoàn toàn này sử dụng được. Tiếp theo chúng ta sẽ cấu hình đối với bản Forge. Các bạn sẽ truy cập vào Stable Diffusion Web UI Forge, vào thư mục Web UI, các bạn mở cái file Web UI User.bat này. Các bạn sẽ copy cho tôi cái câu lệnh này. Ở đây thì tôi sẽ khai báo tôi sẽ sử dụng cái theme đó là theme tối màu. Ở đây là thư mục checkpoint và đây là thư mục LoRa. Tôi sẽ copy cái thư mục checkpoint và LoRa như vừa rồi. Chuyển sang thư viện checkpoint
copy dán vào đây. Các bạn thêm dấu xuyệt vào đây. Tương tự như vậy, các bạn thao tác với Lora, copy dán vào đây. Các bạn lim lại. Chúng ta sẽ vào cái thư mục Stable Diffusion Webweaver Fox và chạy file run.bat. Đây, các tham số đã được khai báo và đã được load. Các bạn thấy là cái giao diện lúc ban đầu khi ta chưa cấu hình thì nó sẽ có màu trắng như thế này. Sau khi thay đổi sang theme màu tối thì các bạn trông nó sẽ dễ nhìn hơn, độ tương phản nó cao hơn. Các bạn đã thấy chúng ta sẽ có hai cái checkpoint ở đây rồi. Tương tự như vậy đối với LoRa thì các bạn sẽ lưu vào thư mục LoRa. Thì đối với LoRa thì hiện nay các bạn có thể có nhiều kênh download khác nhau. Thông thường hiện nay có các cái kênh mà phổ biến nhất, ví dụ như từ lib.org này. Trên này cũng rất nhiều LoRa đẹp. Ngoài ra thì các bạn sẽ download ở trên Civit AI. Cũng có rất nhiều cái LoRa đẹp. Và một cái trang nữa, nó trang Sucker AI. Đấy, nếu như các bạn muốn download các cái checkpoint thì các bạn click vào module này. Các bạn download, truy cập vào cái checkpoint mà mình muốn, sau đó click vào chọn cái phiên bản phù hợp, sau đó bấm vào download. Save cái này về thư mục chia sẻ checkpoint. Okay. Tương tự như download checkpoint thì các bạn có thể download LoRa. Ví dụ tôi muốn tìm một cái LoRa là thiên hoa LoRa, tìm kiếm. Trong này, trong kết quả tìm kiếm nó sẽ hiển thị rất nhiều cái LoRa cho chúng ta có tên là liên quan đến LoRa. Ở đây ví dụ tôi chọn cái LoRa này, tôi sẽ tải về. Sau khi các bạn đăng ký tài khoản, login và tải về thì nó sẽ có cái file như thế này. Các bạn sẽ quay trở sang giao diện Fox này. Các bạn vào cái thư mục, click vào menu tab LoRa này, click vào refresh này, các bạn sẽ có cái LoRa này. Ví dụ như chúng ta muốn sử dụng cái LoRa này thì từ cái ảnh mẫu ở đây, người ta sẽ cung cấp cho chúng ta cái prompt. Các bạn click vào đấy, các bạn copy dán vào đây, copy cái negative prompt dán vào đây. Một số các cái thông số cơ bản ở đây bao gồm step 20 sample array, step 20 array. Array này sit copy clip skip 2 sit clip skip 2. Check, chúng ta sẽ chọn là realistic vision đi. Ở đây chúng ta sẽ quan sát xem họ dùng checkpoint nào. Ở đây thì họ dùng checkpoint AVCAD painting. Tôi chưa download cái này về nên tôi tạm thời tôi chạy realistic cộng với LoRa Fora Dress này 512x768. Các bạn click vào generate. Ok, ta đã được có hình ảnh một cô gái cầm hoa. Tuy là chưa đẹp như hình ảnh gốc. Để đẹp như hình ảnh gốc thì chúng ta phải chỉnh các cái tham số cấu hình nó giống với cái thông số ở trên được mô tả ở đây. Và còn một quá trình tinh chỉnh thì sẽ có được hình ảnh như mong muốn. Đây cho chỉ ví dụ về cách thức sử dụng thôi. Thì các bạn muốn xem thông tin về LoRa thì chúng ta có thể bấm vào cái hình cái
búa này này, để biết được tên của LoRa là gì và các trigger của nó. Thì với cách thức cài đặt như thế này thì các bạn sẽ tiết kiệm được tối đa cái dung lượng lưu trữ đối với checkpoint LoRa hoặc là ControlNet. Thông thường thì hai cái thư mục này chiếm rất là nhiều cái dung lượng trên ổ cứng. Khi chúng ta thiết lập dùng chung, sử dụng chung này thì chúng ta tiết kiệm được rất nhiều công sức của việc tải. Chúng ta chỉ cần tải một lần và được dùng được ở hai nơi. Ngoài cái cách thức cài đặt này thì các bạn có thể tham khảo cách thức cài đặt trên Stability Matrix này. Đây cũng là một cái giao diện cài đặt nhiều trong một. Tuy nhiên là cái giao diện này cũng ít được phổ biến. Các bạn hướng dẫn Internet các bạn sẽ thấy tập trung chủ yếu vào Confide UI và Web UI Automatic 111 hoặc là bản Forth. Trong cái chuỗi các cái bài hướng dẫn của tôi thì tôi sẽ tập trung đối với phiên bản Confide UI và phiên bản Web UI Forth này để hướng dẫn các bạn. Nên là các bạn sẽ nên cố gắng là cài đầy đủ hai cái giao diện này. Như vậy là tôi đã chia sẻ cho các bạn cách thức cài đặt và cấu hình tối ưu cái công cụ Stable Diffusion đối với giao diện web Forth và Confide UI. Video của tôi đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe nội dung chia sẻ của tôi. Nếu thấy nội dung này hữu ích, xin hãy bấm vào nút like, subscribe, nút đăng ký để bạn có thể nhận được các video của tôi sớm nhất. Xin chào các bạn và cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh của Hà Mạnh Tuyến.